đợi chờ. Nối tiếp đợi chờ. Lại nối tiếp đợi chờ. Ngày đợi chờ là ngày dài vô tận, ngóng trông mãi lúc xuân về cả nhà. Nhân ngày của cha và mẹ, hãy trao tặng gia đình bạn những khoảnh khắc ấm áp khi gia đình là một. Cùng TV Samsung về nhà thôi, sao còn đợi. Tặng TV Samsung, tặng khoảnh khắc gia đình.